Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe ở lời con thiên tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Trong giờ canh thức này, chúng ta tưởng niệm ngôi hai xuống thế làm người. Chúa đã yêu thương nhân loại vì chúng ta mà Ngài đã từ trời xuống làm người, để chúng ta được làm con Chúa. Trong tâm tình đó, mời cộng đoàn ngồi, chúng ta bắt đầu giờ canh thức. Phủ đầy không gian yên tĩnh, thế trần lành thêm. Người ơi, người có biết chăng, đêm nay con Chúa hạ sinh cho đời, là tình yêu, là hy vọng, mà sao nhân thế còn quá thờ ơ. Vâng, kính thưa Cha Chánh Xứ, kính thưa cộng đoàn, đêm nay đêm hồng phúc và thánh thiện, đêm lưu dấu lịch sử của nguồn ơn cứu độ, đó chính là đêm của tình yêu, đêm mà trời và đất cùng gieo duyên, đêm nhắc lại cho con người một tin vui trọng đại. Ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người, đi vào lịch sử nhân loại và thi hành sứ mệnh cứu độ của Chúa Cha. Nhưng nhân loại có mấy ai hiểu được ân tình ấy? Giờ đây kính mời cộng đoàn cùng bước vào hành trình của nguồn ơn cứu độ qua giờ canh thức hôm nay. Dòng lịch sử cứu độ nhân loại đã gắn liền với dòng lịch sử tình yêu của Thiên Chúa. Vì tình yêu, Thiên Chúa đã dùng lời quyền năng mà sáng tạo nên trời đất cùng muôn vật muôn loài cho con người hưởng dùng. Nhưng vì sự bất tuân phục của nguyên tổ mà tội lỗi lan tràn trên thế gian. Thank you.
mất ân nghĩa với Thiên Chúa. Con người càng ngày càng xa lầy vào tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Ngài chậm chạp và rất giàu tình thương. Một lần nữa, Thiên Chúa đã cứu dân người thoát khỏi cảnh lầm than. Người đã nhớ lời hứa cùng các cha ông là tổ phụ Abraham, tổ phụ Isaac và tổ phụ Jacob mà ra tay độ trì Israel. Vào thời đó, đời vua Herode, nước Judea, trong một ngôi làng nhỏ bé thành Nazareth, xứ Galilea, một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David, và tên trinh nữ ấy là Maria. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin. Nữ tỳ Chúa đây nguyện trọn đời khí trinh, dừng cuộc đời phụng sự Chúa ngàn năm, tiếng dâng lên lời nguyện cầu tiết tha. Xin người đoái thương và ban ơn cứu độ, xin đỡ nâng và dẫn bước cho con, để đời con luôn mãi theo thánh ý Ngài. Khi ấy, sứ thần Gabriel hiện ra, người vâng lệnh Thiên Chúa đến gặp trinh nữ Maria để loan báo cho nhân loại một tin vui trọng đại. Thank you.
sau khi được sứ thần truyền tin, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà Maria vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe lời chào của Maria thì hài nhi liền nhảy mừng trong bụng, và bà được đầy tràn thánh thần. Bà liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cung mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được tân mẫu Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này? Vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện cho em những điều người đã hứa. Bấy giờ bà Maria liền lên tiếng chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa rằng: này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, này thần trí tôi hân hở vui mừng, vì Chúa đang cứu độ tôi, vì Chúa đang giải thoát tôi, vì Chúa ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi từ biệt trở về nhà. Sự kiện trinh nữ Maria thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho một người hết sức băn khoăn, đó là Giuse, người thuộc dòng tộc vua David. Vì là người công chính nên không muốn tố giác Maria, Giuse đã định tâm rời bỏ Maria cách kín đáo. Khi ấy, sứ thần của Thiên Chúa đến cùng Giuse trong giấc mộng. Này ông Giuse, là con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà đang cung mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu nhân người khỏi tội lỗi của họ.
khi tỉnh giấc, Giuse đã đón Maria về nhà mình, nhưng không hề ăn ở với bà cho đến ngày bà hạ sinh con trẻ. Mùa đông năm ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp vùng. Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện dưới thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Loa loa loa, loa loa loa, muôn dân nghe đây, muôn dân nghe đây, ai nấy hãy về quê quán của mình mà kê khai sổ bộ theo lệnh của hoàng đế. Loa loa loa, loa loa loa. Trên con đường đến Bethlehem, một đoàn người lũ lượt kéo về. Trong số đó có sự góp mặt của đôi lữ khách từ làng Nazareth, xứ Galilee. Đó chính là Giuse và Maria, vì ông là người thuộc dòng tộc vua David. Khi hai ông bà đã hoàn tất việc kê khai sổ bộ, thì cũng đã gần đến ngày Maria hạ sinh. Trời đã về chiều, nhưng hai ông bà vẫn chưa tìm được nơi nghỉ chân. Chẳng ai thèm đón tiếp hai người. Buồn bã, thất vọng và lo lắng, hai ông bà dìu nhau trong cảnh đêm đông tuyết rơi, vì lòng người quá băng giá thờ ơ. Hoàng hôn đổ mà người chưa được nghỉ, đôi chân mỏi mà đường vẫn phải đi. Giuse hỡi, cớ sao người lo nghĩ? Có phải chăng phận người quá hèn vi, hay bởi lòng thế nhân ích kỷ, hay bởi vì mẹ Chúa phải sầu bi? Cả tiên cung như lặng câm huyền bí, để lắng nghe từng nhịp bước ai đi. Trong một nơi thanh vắng, Giuse tìm thấy một hang đá bỏ trống ngoài đồng. Người liền đưa Maria vào trú ẩn, và này đấng cứu thế đã được hạ sinh nơi hang đá. Tiếng hài nhi vang lên giữa không gian thăng vắng, và từ trời cao muôn ngàn thiên sứ cùng chung tiếng hát mà ngợi khen tung hô danh Thiên Chúa. Đêm khuya nghe nắng đến muôn vùng làng vang, trên đồng quê thức giấc đêm đông, trên không trung vắng tiếng của thiên thần con tin mừng vui Chúa đã giáng sinh.
ư? Sao còn hoài nghi? Hãy tấu vang muôn khúc nhạc, hãy mau bước tới mà thờ lạy ngôi hai con Chúa Giáng Sinh. Trong tâm tình đó, chúng con xin trân trọng kính mời Cha và toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông, hãy tấu vang khúc nhạc để tôn thờ và cảm tạ tình thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta đến muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến. Đêm nay là đêm thánh vô cùng, đêm mà trời với đất nối kết với nhau, đêm ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người ở với nhân loại. Chúng ta hợp nhau đây để ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ, tri ân Chúa. Vì Chúa đã yêu thương loài người chúng ta nên cho con Chúa xuống làm người, làm người để chia sẻ thân phận con người với nhiều yếu đuối mỏng giòn. Chúng ta xin Chúa Giêsu hài đồng ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng ta, cho toàn thế giới biết nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra lòng thương xót của Chúa đối với từng người, từng gia đình và cộng đoàn cũng như toàn thể nhân loại. Trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót, vì nhiều lúc chúng ta đã không nhận ra Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ tất cả để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến trần gian để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa hỡi đền hỡi đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần bên muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nệm xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người vánh quát quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa đã
Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tùng hiền thánh thánh người. Hôm nay đấng cứu thế đã ra sinh cho nhân loại. Người là Đức Kitô, người là Chúa chúng ta. Trời xanh vui mừng, địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật nào hãy reo lên, đồng nội và muôn loài nào hãy mừng vui. Của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Kitô. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang, vì chúng ta người đã tự hiến để được cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa xung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến, có một nhà độc tài kia, ông muốn xây một thành phố ở dưới biển, và ông muốn đưa cư dân của thành phố đó xuống sống ở dưới biển. Ông nói là bây giờ xuống dưới biển á, sống á, thì mình tránh được bom hóa học, cho nên mọi người dân đào đất xuống lòng biển để chúng ta làm thành phố. Thế là cư dân bị ông thị trưởng dụ dỗ, cho nên là làm một thành phố ở dưới đó. Nhưng khi sống trong thành phố này thì ông ta muốn cho có điện là có điện, vì ở dưới lòng đất làm gì có mặt trời. Cho nên ông đã muốn cho người dân của ông tiết kiệm điện, còn nhà của ông thì lúc nào cũng đầy điện hết. Thế rồi cư dân phải sống trong tăm tối với ánh đèn dầu, và người ta mong được trở lại với ánh sáng. Thế là có một số sinh viên đi dã ngoại, rồi tình cờ làm sao đó đến một cái miệng hố, rồi cả năm người sinh viên đó rơi xuống cái hố đó. Và khi rơi xuống hố thì tìm đường để đi ra, thì nghe có tiếng động và đi tiếp, và tìm ra thành phố. Mọi người đều bị cái khói của dầu nó làm cho lem lúa cái mặt, không ai còn nhận ra ai nữa. Rồi lạnh giá. Các sinh viên này tìm hiểu thì biết là nhà độc tài kia đã đem bóng tối cho người dân của thành phố này. Thế là các sinh viên nhớ lại con đường mình đã bị rơi xuống và tìm cách để leo lên. Và các sinh viên đã giải thoát cư dân thành phố đó hết tối tăm và đưa về ánh sáng. Câu chuyện mà thành phố bóng tối kia, đó là câu chuyện của Đức Giêsu Kitô.
Hồi nãy các con xem hoạt cảnh, thấy hai bạn đầu tiên đi ra, đó là Adam, Eva. Vì nghe lời cám dỗ của con rắn, ăn trái cấm, và thế là mất lòng Chúa, không nghe lời Chúa, không tin vào lời Chúa dạy, cho nên đi nghe lời con rắn. Chúa không cho ở trong thành phố ánh sáng nữa, và đi theo con rắn để sống trong thành phố bóng tối. Chúa thấy con Chúa, người mà Chúa đã dựng nên là Adam Eva, phải sống trong tình trạng tối tăm của tội lỗi, nên Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi là bóng tối. Và một trong những tội lỗi của nhân loại ngày hôm nay, đó là do người ta không có thương nhau. Anh em đánh nhau, chị em đánh nhau, vợ chồng đánh nhau, chửi nhau, hàng xóm láng giềng không có thương nhau, vứt rác ra ngoài đường, để rác sang nhà bên cạnh, không có tôn trọng môi trường sống của mình. Rồi người này không có thương người kia, rồi nghĩ đến hại nhau. Bóng tối của tội lỗi ích kỷ đó đang bao trùm nhân loại, đang bao trùm gia đình mình, cộng đoàn mình, trường học mình. Chúa Giêsu hôm nay đến để nói với chúng ta rằng Chúa thương hết mọi người, và Chúa mời gọi hãy cùng với Chúa đem tình thương đến cho mọi nơi chúng ta sinh sống. Ra nhà trường không đánh nhau nữa, về nhà anh chị em biết yêu thương nhau, biết dạy dỗ nhau để làm đẹp lòng ba mẹ, để ba mẹ an tâm để làm ăn sinh sống, để ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi, để ba mẹ có giờ đến thờ phượng Chúa. Anh chị em đánh nhau, ba mẹ buồn, ba mẹ bệnh, ba mẹ lo lắng. Chúa trên trời thấy dưới này nhân loại không thương nhau. Như vậy thì Chúa còn thương chúng ta nữa không? Chúa sẽ rất buồn. Và nhưng Chúa đã cho thiếu nhi của chúng ta đến nhà thờ để nhìn thấy Chúa sinh ra đời. Đêm nay cha đố các con biết á, ở các nhà thờ có cái gì nhiều nhất? Các nhà thờ xứ đạo nha, các giáo xứ nha, có gì nhiều nhất? Chưa. Có cái gì nhiều nhất? Hang đá thì cha đi đến các xóm rồi, nhiều nhà không có làm hang đá. Nhà bạn nào không làm hang đá giơ tay cha xem. Ông bà anh chị em chụp hình đi. Bao nhiêu không? Các con bỏ tay xuống, nó chơi vậy thôi. Vậy là có nhiều không? Không có nhiều. Vậy cái gì nhiều nhất? Đèn chớp. Đó là ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng đèn này á, giờ mà nhà nước cúp điện cái là tối thui hết rồi. Đèn bị tắt, bị cúp điện, tối. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta có tối không? Khi mà dễ biết lắm. Bây giờ mà biết tâm hồn có tối hay không á, giờ cúp điện xem thiếu nhi có la lên không? Thử nhá. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3 cúp điện đừng có kêu nhá. Cha nói chơi vậy thôi. Nhưng mà đêm nay là đêm ánh sáng. Ánh sáng là Chúa Giêsu, là ánh sáng soi chiếu tâm hồn mình. Đó mới là ánh sáng thật bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Người được sinh ra. Đấy, ánh sáng được sinh ra trong tâm hồn chúng ta đêm hôm nay, để chúng ta được thấy Chúa hài đồng đến với chúng ta, mang cho chúng ta tình thương,
Ngài bỏ trời cao, bỏ nhà cao, cửa rộng, bỏ hết mọi sự ở nhà cha mình. Trên đó xinh đẹp lắm, thiên đàng đẹp lắm, có đầy tình thương của Chúa Cha. Nhưng mà Chúa Cha nói: Giê-xu ơi, con xuống trần gian cứu nhân loại dùm cha được không? Được không? Chúa có vâng lời không? Bỏ nhà cao cửa rộng, bỏ thiên đàng hạnh phúc xa cha của mình, đi xuống sinh ra ở đâu? Sinh ra ở chuồng bò. Cho nên có bạn nào bị sinh ra ở lề đường chưa? Giơ tay cha xem. Khai tâm. Chưa có ai bị sinh ra ở bên lề đường hết. Là cái nơi mà tệ nhất rồi, mà khổ nhất rồi đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu là sinh ra ở lề đường, sinh ra trong chuồng bò, trong đêm đông lạnh giá. Tại sao Chúa lại làm như vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Không biết à? Tại vì Chúa ghét chúng ta, đúng không? Chúa ghét chúng ta cho nên Chúa vào chuồng bò, Chúa ở. Chứ gì nữa, đúng rồi. Bây giờ mà các con không vào lại ba mẹ, ba mẹ bỏ nhà đi. Ba mẹ ghét các con nên ba mẹ bỏ đi, ra ngoài đường ở, không thèm ở với con cháu trong nhà nữa, bảo nó không có nghe, ra đường ở. Như vậy có phải Chúa ghét mình, Chúa sinh chuồng bò không? Thế tại sao vậy? Tại vì nó lớn lên. Tại vì Chúa thương chúng ta, cho nên Chúa biết chọn một cái nơi nghèo hèn để sinh ra, để chia sẻ với người nghèo, để nói với người giàu rằng hãy rộng lòng, rộng tay, mở ra để giúp đỡ người nghèo. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người biết thương nhau, biết giúp đỡ nhau, giúp đỡ những người nghèo khó, nhất là giúp đỡ những người nghèo là giúp đỡ chính Chúa. Vì Chúa đã tự nhận mình: ngày xưa tôi đói, các ngươi cho tôi ăn; tôi khát, các ngươi cho tôi uống; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta ở tù, các ngươi thăm viếng; ta đau bệnh, các ngươi đến hỏi han là mua thuốc cho ta uống. Đấy là cho chính Chúa. Và lúc đó chúng ta sẽ được vào thiên đàng với Ngài. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Khi hát tới bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, xin mọi người quỳ gối. Tôi tin kinh một Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng. Đường tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình xa vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giê-xu Ki-tô con một Thiên Chúa, sinh thời Đức Chúa Cha, từ Chúa.
anh chị em thân mến, đêm cực thánh này Chúa đã đến trần gian để đem tình thương, đem hạnh phúc, bình an cho nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Trong đêm cực thánh này, Đức Giêsu Kitô đem tình yêu thần linh của Người đến xoa dịu những tâm hồn tan nát vì đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu cao cả, luôn hướng dẫn các mục tử trong việc lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin Chúa hài đồng ban sự an lành của Ngài cho tất cả các bạn thiếu nhi trên khắp thế giới, để các bạn nhận ra Chúa là đấng cứu độ nhân loại và vui hưởng sự tự do làm con Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, mỗi một người chúng ta cầu xin Chúa hài đồng ban cho chúng ta một ơn lành cần thiết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương chúng con. Chúa đã chia sẻ thân phận làm người với những yếu đuối mỏng giòn của con người, để Chúa dạy chúng con biết trông cậy vào Chúa để chiến thắng ác thần. Xin Chúa luôn giúp đỡ chúng con trong những công việc tông đồ, để chúng con làm sáng danh Chúa, để mọi người nhận biết Chúa là tình thương. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa hài đồng ơi, dưới cái lạnh rét buốt của mùa đông, Chúa đã mặc lấy thân phận con người mà sinh ra nơi hang đá Bethlehem để cứu loài người khỏi tội lỗi. Ngày hôm nay, đoàn thiếu nhi thánh thể chúng con rất vui mừng được quy tụ nơi đây để hợp dâng thánh lễ mừng ngày Chúa ra đời. Ba vua năm xưa có vàng, mộc dược, nhũ hương để cùng đến suy tôn thờ lạy Chúa. Nhưng chúng con chẳng có gì ngoài lòng mến đơn sơ, được thể hiện qua lời cầu nguyện tâm tình gửi trọn trong những ngôi sao này. Mỗi ngôi sao là một lời cầu nguyện lớn, bao gồm nhiều lời tâm tình nhỏ của từng bạn thiếu nhi trong mỗi lớp. Chúng con hy vọng ánh sao sẽ giúp chúng con dâng những lời nguyện xin này đến Chúa, như năm xưa cũng nhờ những ánh sao mà ba vua từ phương đông tìm được đường về Bethlehem để bái lạy Chúa. Những lời cầu nguyện của chúng con có thể còn chưa tròn vành, rõ chữ và ngây ngô như lứa tuổi của chúng con, nhưng nó thực sự là lời tâm tình chúng con muốn dâng lên Chúa. Xin Chúa thương đón nhận và ban ơn bình an xuống trên giáo xứ chúng con, trên gia đình chúng con, để mọi người luôn an nhiên trong cuộc sống. Cách riêng, chúng con nguyện xin Chúa chúc phúc để thiếu nhi chúng con mỗi ngày mỗi ngoan hơn, biết siêng năng cầu nguyện và biết sống chia sẻ, yêu thương nhau, để niềm vui Giáng sinh mà Chúa mang đến cho chúng con sẽ luôn đậm đà, không chỉ trong ngày Chúa Giáng sinh mà trong cả năm phụng vụ. Thiếu nhi tâm tình đơn sơ, dâng Chúa lời nguyện con thơ mọn hèn, ánh sao như những ngọn đèn soi đường dẫn lối lòng mến tròn đầy. Chúa thương đón nhận lòng này, tâm tình con nhỏ ngày ngày ước mong.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa thưởng cho ban cho chúng con bánh này là hoa mận ruột đạo không còn người. Chúng con xin nhân lên Chúa để cho nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con, chúc tụng cho đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, trên lòng ban cho chúng con rượu này sản phẩm như bao lao công của người, chúng con xin lên Chúa để nên phủ uống thiên liên cho chúng con trước được trên muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân người, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp về các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh sáng và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng Y John Bautista giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và dân thánh Chúa. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là hai linh hồn Maria, hai linh hồn Bartolomeo, linh hồn Francisco Xavier và các linh hồn mà chúng con nhớ cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Gioan Tẩy Giả, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Cha trên trời đã yêu thương chúng ta, đã tặng cho chúng ta món quà là người con yêu dấu. Chúng ta trong tâm tình của những người con gọi Chúa là Cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời kinh, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thời hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
xin cho đệ chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thế Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy đây xin Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng nên Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đây là nghi thức dành riêng cho người công giáo. Xin anh chị em tôn giáo bạn ngồi tại chỗ, không lên rước lễ.
Oh,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin được thay mặt cộng đoàn dân Chúa và các em thiếu nhi cảm ơn hội đồng mục vụ, những người đã giúp đỡ cho thánh lễ hôm nay, đặc biệt là cảm ơn anh chị giáo lý viên và các em đóng hoạt cảnh hôm nay, nhất là các em ca đoàn, các em giúp lễ đã giúp cho thánh lễ hôm nay được trang nghiêm sốt sáng, thêm phần canh thức rất đặc biệt. Chúng ta cảm ơn bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Và sau giờ này thì ban giáo lý có món quà cho các em thiếu nhi. Cha có món quà cho các em đóng hoạt cảnh, có cho ca đoàn thiếu nhi, những người có mặt. Chúng ta tiến vào trong phòng thánh sau khi nhận phần quà dưới này, các em giúp lễ để chúng ta nhận món quà lưu niệm của năm Giáng sinh 2015. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa.